Sau hơn 3 tháng thành lập, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh, gọi tắt là Tổ công tác 997, đã nhận được 38 kiến nghị của doanh nghiệp. Các kiến nghị tập trung phản ánh những khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục cấp giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường cho dự án, điều chỉnh quy hoạch tiến độ dự án và nhiều nhất là liên quan đến thủ tục đất đai. Cuộc họp Tổ công tác 997 vừa diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác, để nghe báo cáo tiến độ xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp. Theo báo cáo của Tổ công tác đặc biệt của tỉnh, gọi tắt là Tổ công tác 997, sau khi nhận được 38 kiến nghị của doanh nghiệp từ tháng 4 năm 2023 đến nay, Tổ đã rà soát, phân công các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết. Đến nay đã có 9 kiến nghị được giải quyết, 7 kiến nghị dự kiến giải quyết xong trong tháng 8 năm 2023. 22 kiến nghị còn lại đang được các đơn vị liên quan giải quyết và dự kiến đến tháng 9 năm 2023 hoàn thành. Kết luận cuộc họp Tổ công tác 997, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị các thành viên Tổ công tác nêu cao tinh thần, trách nhiệm hơn nữa. Đối với các kiến nghị liên quan đến thành viên nào, ngành nào phụ trách, thành viên ấy cần chủ động rà soát và xử lý ngay. Bên cạnh đó, các sở ngành rà soát lại quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho các doanh nghiệp, trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư để nắm rõ các vướng mắc cụ thể, xác định thẩm quyền xử lý, lộ trình giải quyết.